chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video ngày 3 tháng 1 năm 2022. Hiện tại phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là đường Thuận Kiều, đường Hồng Bàng và đường Châu Văn Liêm. Hôm nay Tường Vũ Channel rất vui được cập nhật cũng như là chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh về chợ lớn, phố xá chợ lớn ngày hôm nay như thế nào. Và để mở đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Và kính chúc tất cả cô chú chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong năm mới 2022. Chúng ta đang có mặt trên đường Châu Văn Liêm, quận 5 Sài Gòn các bạn. Phía bên tay phải màn ảnh của cô chú chị và các bạn là phường 14 quận 5. Nhắc đến phố xá chợ lớn Sài Gòn thì chắc hẳn ai cũng biết, luôn luôn lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập, mọi người mua bán vận chuyển hàng hóa vào những ngày cuối năm rất đông. Và như vậy phía trước màn ảnh của cô chú chị và các bạn là ngã tư đường Nguyễn Trãi và đường Châu Văn Liêm. Còn đúng một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ đón chào năm mới, năm 2022, năm Nhâm Dần. Chính xác là chưa đến một tháng nữa các bạn. Bây giờ là 11 giờ. Bây giờ là 11 giờ ngày 3 tháng 1 2022 và ngày 1 tháng 12 âm lịch, ngày 1 tháng chạp. Đường phố tấp nập người đi mua sắm, đi qua đi lại rất là đông. Wow. Xe cộ hàng hóa, người đi mua sắm khắp nơi rộn ràng. Thật sự là khi chúng ta thấy những hình ảnh này đã thể hiện rõ nét đặc trưng của chợ lớn Sài Gòn. Chúng ta sẽ rẽ tay phải để vào đường Hải Thượng, Lãn Ông. Đó, tràn ngập sắc xuân chợ lớn luôn. Hàng Tết, hàng Tết, hàng đầy đủ, rực rỡ sắc xuân luôn. Wow. Rực rỡ sắc xuân luôn các bạn. Ôi ôi, rực rỡ. Thấy không? Hôm trước Tường Vũ Channel có thực hiện một cái video clip full về Hải Thượng Lãn Ông. Còn hôm nay mình chỉ đi các tuyến phố toàn cảnh ở chợ lớn, từ chợ lớn, chợ Kim Biên rồi. Vào những dịp cuối năm thì khi mà chúng ta đi ngắm nhìn những con phố ở chợ lớn, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cửa hàng nhộn nhịp màu đỏ với nhiều sắc màu, sắc màu Tết các bạn. Chúng ta đang đi trên đường Trang Tử, quận 5.
Thời tiết tại Sài Gòn trong ngày hôm nay cũng rất là nắng luôn. Nhiệt độ chắc khoảng 32 độ C đó các bạn. Đây là ngã tư đường Học Lạc và đường Trang Tử. Tường Vũ Channel cũng xin chân thành cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm cũng như là ủng hộ đăng ký kênh YouTube Tường Vũ Channel trong suốt thời gian vừa qua. Và rất mong trong năm 2022 thì Tường Vũ Channel cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là ngã ba giao Nguyễn Thị Nhỏ và Lê Quang Sung. Đây là đường Phạm Đình Hổ các bạn, thuộc quận 6 ha. Oh, xe cộ quá trời ha. Xe tải thông vàng, xe tải chở hàng. Wow. Chúng ta đi nhìn phố xá Chợ Lớn cuối năm cũng hay lắm các bạn. Đây là đường Tháp 10 các bạn ha. Mình sẽ rẽ tay phải vào bên hông của chợ Bình Tây. Bên hông chợ Bình Tây đây. Ồ. Các bạn thấy ha, quang cảnh đường phố. Xe chở hàng, vận chuyển hàng hóa, người đi mua sắm. Đông nghẹt người cho các bạn. Nay chúng ta sẽ cập nhật những cái hình ảnh này cho nó đẹp để chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn được xem. Đây ta bán sành sứ. Kẹt xe luôn. Kẹt đường nữa các bạn. Yeah.
người đi mua công nhận là đông thật đó chứ. Nói chung là chợ lớn này sức mua rất là mạnh, so với các chợ khác còn lại thì sức mua chợ lớn này rất là đắt luôn, đông khách, dòng người tấp nập nhộn nhịp này. Wow, xe cộ chen chúc nhau để đi, để được lưu thông qua các cái con khu phố hẹp này. Phía sau này người ta bán hải sản luôn, tôm cá mực cũng có luôn các bạn. Wow, sao đường này xấu quá vậy. Đường này xấu lắm. Đây đang bán quần áo thời trang luôn. Đường Phan Văn Khỏe các bạn, thuộc phường 2 quận 6 đó, bán quần áo thời trang. Phía trước có chiếc xe 16 chỗ cho nên đã gây tắc nghẽn giao thông luôn. Chợ lớn ở đây, ở đó là cuối năm tấp nập đông đúc, người đi mua đi sắm sửa Tết, chuẩn bị hàng hóa vận chuyển về khắp nơi. Chúng ta đi một vòng ở xung quanh chợ lớn, chợ Bình Tây, sau đó mình sẽ đi về bên chợ Kim Biên. Đây từ của channel sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn được xem những cái hình ảnh của những ngày cuối năm, ngày Tết, ngày cuối năm. Một giờ trưa các bạn, nhưng mà nghẹt đường rồi đó ha. Do ở đây có một chiếc xe tải đang dừng đổ để vận chuyển hàng hóa nè, cho nên là nghẹt đường luôn.
còn chiếc xe tải, có chiếc xe tải thì ngược chiều lại đây nữa là mới chết nè. Wow, chết. Sao mà qua được ta? Đây là phía sau của chợ Bình Tây. Là thời tiết những ngày cuối năm thì nhiệt độ rất cao, càng về trưa thì nhiệt độ tăng lên cao, và cái thời điểm mà cao nhất là khoảng từ 12 giờ cho tới 3 giờ chiều các bạn, nhiệt độ có thể lên đến 33 độ C, 34 độ C luôn. Mà nói khi cập nhật những cái hình ảnh này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được xem, thấy nó cũng có điều gì đó hay hay hả? Thấy được cái quang cảnh chợ lớn như thế nào, nhộn nhịp làm sao. Chúng ta chỉ hy vọng vào những ngày cuối cùng của năm 2021 âm lịch thật sự là bình yên để cho mọi người có một cái Tết trọn vẹn thôi. Đó là điều tất cả mọi người chúng ta đều mong chờ. Mình sẽ rẽ tay trái để vào đường Chu Văn An. Đây các bạn, đường Chu Văn An ha. Đây, chú Văn An đây các bạn. Chợ lớn, chợ Kim Biên. Cần một chiếc xe tải thôi là chúng ta sẽ bắt đầu rất là khó khăn. Chỉ cần một chiếc xe tải thôi là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để mà di chuyển trên các con đường ở xung quanh chợ lớn.
chợ Kim Biên. Đường Tháp 10 đấy các bạn ha. Tháp 10 rẽ tay phải luôn nha. Rẽ tay phải đường Tháp 10 đó. Đường Tháp 10 này người ta bán các loại hoa Tết nhiều lắm các bạn đó. Phía trước ảnh của cô chú chị và các bạn là hoa Tết nè. Đây là chuyên bán sỉ các loại hoa vải, hoa khô, cắm Tết, hoa nghệ thuật luôn. Tháp 10 phường 2 quận 6 các bạn. Tháp 10 phường 2 quận 6. Mai hoa đào nè, mai giả hay mai thật nên mình nhìn đẹp chưa. Quá trời luôn các bạn. Rỡ hoa mai, hoa đào, hoa cúc rực rỡ sắc xuân luôn các bạn. Chúng ta sẽ đi về bên chợ Kim Biên. Đó, đây người ta bán pháo nè. Bán pháo Tết các bạn, pháo hoa, pháo bông để mà pháo hoa, pháo bông, phố pháo, pháo hoa luôn. Đẹp quá. Đây cũng pháo luôn các bạn. Đó, trước mặt các bạn là cũng là pháo luôn các bạn. Pháo hoa, pháo bông. Bán lẻ, bán sỉ luôn. Pháo hoa rực rỡ khắp phố phường luôn. Nhân dịp đón chào năm mới thì Tường Vũ Channel cũng gửi lời chúc đến cho tất cả cô chú chị và các bạn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thành công trong năm mới cho các bạn. Này đúng là phố pháo thật chứ. Đây phía trước màn ảnh của cô chú chị và các bạn là chợ Kim Biên. Ta lại tham quan một vòng ở bên ngoài chợ Kim Biên. Đó. Ở đây có nhiều cái shop, nhiều cửa hàng, người ta cứ đi ra phía đường để mà mời khách. Đôi khi nó cũng gây cái cản trở cái giao thông đó nha.
Chợ Kim Biên là chợ hóa chất mà nổi tiếng. Chuyên bán các cái hóa chất tổng hợp luôn, hóa chất công nghiệp, hương liệu, bột màu, cũng như là các cái phụ kiện, phụ liệu, sản phẩm làm đẹp sơ móng tay, móng chân. Kinh doanh tất cả các cái hóa chất công nghiệp. Đây chúng ta sẽ đi vào cái chợ mà bán về các cái đồ dùng nhà bếp đi, chảo gang, chảo sắt rồi đó, các loại đồ nhà bếp các bạn, thấy chưa, các dụng cụ luôn, ổ khóa, chìa khóa luôn. Đây là đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Bán các loại như là mạ sắt inox nè, bột màu công nghiệp nè, ổ khóa rồi đầy đủ luôn các bạn. Đây là mặt sau của chợ Kim Biên đó. Tới rồi má ơi. Ở đây rất là nhiều sạp bán nhiều cái hóa chất rất là đặc biệt luôn. Đây là chúng ta đang đi phía ngoài đường nha, chứ còn nào đi vô bên trong lòng chợ thì nó sẽ rất là nhiều sản phẩm đa dạng ở đây. Đây là bán đồng nút quá, chưa biết bán cái đường, cái đoạn nó bán cái gì. Ta tiếp tục ra đường Hải Thượng Lạng Ông. Đó, ra đây là thấy tràn ngập phố Xuân rồi. Đó, sắc màu Xuân rồi, sắc màu Tết ở đây các bạn. Hiện nay Việt Nam cũng đang đẩy mạnh việc chích ngừa vaccine mũi thứ ba cho tất cả bà con yên tâm để mà hoạt động sản xuất cũng như đón Tết cổ truyền 2022. Đó, tràn ngập một màu đỏ, một bầu trời đỏ Xuân các bạn, màu đẹp quá, không quá đẹp. Một màu đỏ về mùa xuân. Pháo, trời ơi, pháo. Rực trời luôn các bạn ơi. Đẹp quá.
Và như vậy những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Từ Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.